Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chuyên đề hôm nay chúng ta nghiên cứu là ơn ba ngôi tâm linh, thường được dịch trong Hán Việt là ơn Tam Bảo. Đây là phần thứ ba của phẩm tứ trọng ân trong kinh Tâm Địa Quán. Hai ơn đầu là ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, và ơn cuối cùng đó là ơn chúng sinh. Sở dĩ tất cả những người tu học Phật cần phải nhớ ơn Tam Bảo là vì theo kinh này đó, ba ngôi báo là Phật bậc giác ngộ, là Pháp tức chân lý, là Tăng tức các bậc chân tu. Nhờ đó mà mọi người biết tu, vượt qua khổ đau, hưởng được hạnh phúc ở đời này và đời sau. Nói về phương diện hướng dẫn thì Tăng Bảo đóng vai trò quan trọng. Đức Phật thuộc về quá khứ của 2600 năm trước. Giáo pháp của Ngài đó có cao siêu cỡ nào, nhưng nếu thiếu chân tăng hoằng truyền hướng dẫn, có lẽ rất hiếm có Phật tử có cơ hội trải nghiệm được các giá trị tinh hoa từ lời Phật dạy. Do đó nhớ bốn trọng ân, trong đó có ơn Tam Bảo, là một trong những yêu cầu rất căn bản về phương diện xã hội học mà người Phật tử tại gia cần phải hành trì. Vấn đề một, ơn Phật Bảo, tức xem Đức Phật như là kho tàng quý giá, còn hơn cả kim cương và các loại đá quý. Tại sao Phật giáo lại sử dụng hình ảnh kim cương để sánh ví Đức Phật quý còn hơn? Chúng ta nghe Đức Phật chia sẻ qua đoạn kinh sau đây. Cuộc đời Đức Phật là tấm gương thiện, do dày công tu kiếp này kiếp trước chuyển hóa phiền não, chứng đắc niết bàn, hết nghiệp ba cõi, công đức như núi không ai sánh bì. Phước đức của Phật sâu như biển cả, trí tuệ của Phật lớn không ngần mé, cũng như hư không. Từ bi trí Phật cứu thế độ nhân, vượt qua bể khổ. Phép màu của Phật soi sáng thế gian, thoát khỏi tâm tối. Toàn bộ các ân đức của Đức Phật đã bắt đầu từ thời điểm Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề. 45 năm thuyết giảng trên 30.000 bài kinh, đi tới đâu là khai tâm mở trí tính đó, để giúp cho những người hữu duyên có thể vượt qua được các vấn nạn khổ đau mang tính cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới ở hiện đời và trong tương lai. Ở đây Đức Phật đưa ra một số hình ảnh để chúng ta so sánh. Trước nhất, giống như là núi lớn, và do đó khó có một cây nào có thể cao hơn núi. Nhớ là nó tu gì. Thứ hai, cũng như là biển cả và hầu như không có gì sâu sắc hơn. Để giải thích chiều cao và chiều sâu ở đức của Đức Phật á, thì Ngài lại tiếp tục đưa ra bốn giá trị tâm linh mà theo đó tất cả chúng ta cần phải ghi nhớ.
bao gồm phước đức, trí tuệ, từ bi và phép màu. Phước đức là trải qua quá trình tu luyện, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, làm tất cả các việc lành, dấn thân Bồ Tát hạnh, phụng sự chúng sinh không mệt mỏi. Trí tuệ là kết quả tu tập bát chánh đạo do Ngài khám phá, và đó là đỉnh cao của tri thức mà con người có thể đạt được. Từ bi một ứng dụng khi mà phước đức và trí tuệ đã được hội tụ trọn vẹn ở bậc tâm linh. Phép màu là điều kỳ diệu diễn ra khi bất kỳ người nào tình nguyện áp dụng lời dạy cao quý của Đức Phật vào trong đời sống thực tiễn thì tự động có được các giá trị an vui, hạnh phúc và tăng trưởng nhiều phúc lợi cho mình và người thân. Đoạn kinh sau đây giới thiệu về ba thân của Đức Phật, giống là một học thuyết của đạo Phật Đại thừa, là chúng ta cần phải tham khảo. Trong truyền thống Phật học Pali đó, thì Đức Phật có một thân duy nhất, đó là Phật thân, không thỏa mãn trước những lý giải Phật học truyền thống. Các nhà Phật học Đại thừa đã giới thiệu thêm hai thân thể khác của Đức Phật rất có chiều sâu. Này các đệ tử, các Đức Phật đều có đủ ba thân: một, tự tính thân; hai, phụ dụng thân; ba, biến hóa thân. Sử dụng ba thân giáo hóa chúng sinh, Đức Phật mang lại hạnh phúc cho đời. Sở dĩ mà có ba thân là vì cần phải biến hiện phương tiện quyền xảo để có thể đáp ứng được các nhu cầu tri thức văn hóa khác nhau của quảng đại quần chúng. Đề cập đến tự tính thân, đoạn kinh mô tả như sau: thân Phật tự tính vô thủy vô chung, lìa tất cả tướng, dứt mọi ý luận, không vướng bờ mé, tịch tỉnh an vui. Đây là nói về phương diện triết học. Về phương diện lịch sử thì thân Phật có ngay thời điểm Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, sau 49 ngày thiền định đúng phương pháp. Về phương diện triết lý đó, thì không phải kể từ khi có Đức Phật dưới cội Bồ Đề đạo Phật mới có mặt, mà đạo Phật là đã hiện hữu trước đó với sự có mặt của các Đức Phật quá khứ. Và truy quy như thế, ta thấy cái chân lý do Đức Phật khám phá nó đã hiện hữu từ nhiều tỷ kiếp về trước rồi, bởi các Đức Phật quá khứ công bố. Cho nên là tự tính Phật được xem là có từ vô thủy. Và quan điểm này đó cho phép chúng ta suy nghĩ thêm về những giá trị đóng góp của Đức Phật. Đức Phật thường sẽ với Ngài như là mùa đi vào trong tòa một lâu đài ở rừng sâu, sau đó đó vẽ lại đường đi nước bước, hướng dẫn tất cả chúng ta cùng đi vào để cùng đạt được các giá trị an vui như chính Đức Phật đã đạt được. Yêu nói là giá trị chân lý được Ngài khám phá vốn là vô thủy,
Mà các Đức Phật trước cũng như thế, ngài cũng như vậy, các vị Phật trong tương lai cũng không khác hơn. Chân lý trong ba thời gian là duy nhất, mang tính thống nhất. Như vậy, trong mỗi chân lý do chính Phật thân phát hiện ra thì có tự tính thân. Về thân thọ dụng, Đức Phật dạy như sau: thân Phật thọ dụng tròn đầy hai hạnh, tự thọ dụng thân do tu hành lành mang lại lệ lạc cho cả chúng sinh trong vô số kiếp, được tâm thập địa đáng được cung kính cúng dường tán thán. Chân báo thân này có trước không sao, nên thọ mạng Phật tùy theo sở thích. Đối với hạnh thứ nhất á, thì Đức Phật khẳng định thân Phật thọ dụng là kết quả của biết bao nhiêu công đức phước báo trải qua nhiều kiếp sống Đức Phật đã tích tụ được. Và việc thanh tịnh hóa tâm và làm các việc lành, quả báo lành sẽ trổ dầu các hành vi lành đã được kết thúc ở nhiều kiếp phẩm trước. Và từ đó, khi giác ngộ trở thành Phật thì những cái phước báo đó được rạng rỡ và giúp cho Đức Phật làm thành tựu được rất nhiều các Phật sự cao quý. Rồi nói về thọ mạng của Phật thì không giới hạn vào thời gian, nó lại thuộc vào sự phát nguyện của các Đức Phật tùy theo nhân duyên, nên tồn tại ở một hành tinh nào với một khoảng thời gian nhất định bao nhiêu là do các Đức Phật tự quyết định. Còn về biến hóa thân á, tức là Đức Phật có thể sử dụng các loại phép màu nhằm giúp cho những người chưa hiểu đạo thông qua việc bị thuyết phục bởi các phép màu đặc biệt do Đức Phật thi thiết mà trở nên quy phục chân lý của Đức Phật. Và việc thể hiện thân biến hóa đó là rất hạn hữu, chỉ nhằm mục đích giáo hóa đầu sinh thôi, chứ không lạm dụng, không phải để khoe các cái đặc điểm mà Đức Phật có đang ghi những người phàm phu còn lại không có. Đó là sự vượt trội giữa thân Phật với thân của phàm phu. Về phương diện trí tuệ, Đức Phật khẳng định có bốn trí tuệ viên mãn mà các Đức Phật vượt trội hơn người bình thường. Một là trí kính lớn, chuyển thức dị thục thành trí tuệ lớn như tấm gương tròn, sáng soi, sắc tướng, gương trí tuệ Phật hiện rõ các nghiệp của các chúng sinh, nương vào từ bi và trí tuệ lớn, Phật rõ pháp tính, lào thông chân lý tuyệt đối và chân lý mật ước, giữ thân vô lậu, hội tụ công đức đầy đủ. Ở đây Đức Phật đã sử dụng tấm gương, tức là kính, để mô tả về đặc điểm của trí tuệ mà các Đức Phật do tu tập Bát Chánh Đạo chứng đắc. Bản thân của tấm gương là vật có thể phản ánh một cách chuẩn xác mọi sự vật hình tượng xung quanh nó, và bằng ảnh dụ này đó, Đức Phật muốn ám chỉ rằng trí tuệ là một loại nhận thức phù hợp 100% với thế giới hiện thực
Theo đó không có các phản ứng tham ái, sân hận, si mê phát sinh sau các nhận thức thuộc về giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Đó là kết quả của phần là chuyển thức thành trí tuệ. Ở trong học thức đại thừa đó, mỗi chúng sinh đều có một kho tàng thức, trong đó có những hạt giống phàm phu và thánh nhân, tiêu cực, tích cực, thiện và ác. Có việc tu tập của các hành giả Phật giáo là chuyển hóa tất cả các hạt giống tiêu cực và phàm phu để trở thành thanh tịnh hóa và thánh hóa. Bằng trí tuệ như tấm gương chiếu soi, Đức Phật đã vận dụng được hai loại trí tuệ tuyệt đối và trí tuệ mặc ước để có thể đáp ứng được các nhu cầu Phật sự khác nhau. Trí tuệ mặc ước là những cái giả định của xã hội mang tính quy luật. Ví dụ, vũ trụ được hình thành bởi bốn giai đoạn: sanh, trụ, dị, diệt, hoặc thành, trụ, hoại, không. Và con người đó thì cũng trải qua bốn giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Thế giới này là vô thường và mọi sự hiện tượng là vô ngã. Đó là những chân lý mật ước mang tính quy luật do chúng ta thừa nhận. Còn chân lý tuyệt đối là thế giới hiện thực như chúng đang làm. Người số được trí tuệ như tấm gương sáng sẽ sống bằng hai loại trí tuệ tuyệt đối và trí tuệ mặc ước. Cho nên ở hoàn cảnh nào, bối cảnh nhân hóa nào cũng không gây trở ngại cho ai và cũng không hề bị ai gây trở ngại, thông dong tự tại và có thể sống hạnh phúc. Hai, trí tuệ bình đẳng. Kinh mô tả như sau: chuyển thức mặt na, trung tâm chấp ngã, thành trí tuệ lớn, thấu rõ nguyên lý bình đẳng ông hai, xa lìa vọng chấp, thấy rõ thực tướng của mọi sự vật. Bình đẳng tánh trí rất là quan trọng. Thông thường á, mỗi con người đều bị vướng kẹt ít nhiều vào cái tôi sở hữu. Từ đó phân ranh giới bạn và thù, ta và người, chuyến tiếng này, chuyến tiếng nọ, đảng phái này, đảng phái kia. Mọi phân biệt đối xử đó dẫn đến tình trạng trở nên phức tạp quá. Và thức chấp ngã đó được gọi trong duy thức học là thức mặt na. Cho nên khi chuyển hóa thức mặt na thành trí tuệ thì mọi ứng xử mang tính chấp trước không còn nữa. Con người trở nên bình đẳng, ứng xử bình đẳng, sống bình đẳng và không tạo ra bất kỳ một phe cánh gây trở ngại, bất công, chà đạp nhân phẩm, phạm pháp, vân vân. Đó là một cái loại trí tuệ có thể giúp cho chúng ta thiết lập được một thế giới đại đồng không phân biệt. Mọi vọng tình, vọng thức, vọng niệm, vọng chấp được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Thứ ba, trí tuệ quan sát. Nhờ chuyển ý thức không còn phân biệt thành trí tuệ sáng, quan sát mọi vật tướng riêng tướng chung, vượt khỏi chấp trước, giúp cho chúng sinh được bất thối chuyển. Chức năng của ý thức là đánh giá trên nền tảng quan sát, và ý thức hiện chỗ nào thì các giác quan còn lại bắt đầu hoạt động để tạo ra các phản ứng nhận thức liên hệ đến tính giác quan. Khi mọi yếu tố chấp ngã, ngã sở hữu đã được kết thúc
thì ý thức đó nó không còn có khuynh hướng nhị nguyên đối lập nữa, mà trở thành là một loại nhận thức thuần chủng, không vướng chấp, không vướng kẹt. Cho nên đối diện trước những đặc điểm chung, đặc điểm riêng của con người và mọi sự vật, người có được trí tuệ nhiều quan sát sẽ không bị vướng kẹt vào đầu này hay bên kia, vật này hay sự kiện nọ. Thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết. Thứ tư, trí tuệ thành tựu nhờ chuyển năm giác quan thành trí tuệ lớn, làm chủ bản tâm, giúp cho mọi người hoàn thành nghiệp thiện, thành tựu hạnh phúc. Năm giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Khi đã chuyển thành trí rồi đó, thì các nhận thức thuộc các giác quan vừa nêu không liên hệ gì, không dướng kẹt vào bất kỳ một loại chấp thủ nào, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là một cảnh giới rất thanh tịnh, rất trọn vẹn, có thể giúp cho hành giả đạt được những điều như ý. Như vậy, ngoài việc thành tựu các công đức phước báo rất khó làm, Đức Phật còn sở hữu bốn loại trí tuệ đặc biệt, và không có một chúng sinh nào có thể so sánh ngang bằng. Và nhờ trí tuệ, Đức Phật đã soi đường dẫn lối, hướng dẫn tất cả chúng sinh hữu duyên vào Phật đạo, tức con đường trí tuệ. Là để Đức Phật, chúng ta phải mang ơn và đền ơn về những giá trị cao quý mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Về đức hiệu, Đức Phật nào cũng có 10 danh hiệu giống như nhau, bao gồm Như Lai, Bậc Đáng Cúng Dường, Bậc Tránh Biến Chi, Bậc Minh Hạnh Túc, Bậc Thiện Thệ, Bậc Thế Gian Giải, Bậc Vô Thượng Sĩ, Bậc Nêu Người Trượng Phu, Bậc Thầy Trời Người, Bậc Đại Giác Ngộ và Bậc Thế Tôn. 10 đức hiệu cao quý đó hình thành ra đúng 108 âm tiết ở trong ngôn ngữ Pali. Đó là một sự tình cờ rất lý thú. 108 là con số nhân của 18 nhân 6. 18 gồm có 3 con số 6, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 loại nhận thức giác quan, hình thành lên thế giới quan và sanh nhân sinh quan của Đạo Phật. Cho nên khi hành giả sử dụng sâu chuỗi tràng hàng 108, nên nhớ về biểu tượng thế giới quan qua con số 18 này, để chúng ta không rơi vào những cầu nguyện không phù hợp với nhân quả. Đang khi chúng ta có thói quen lần chuỗi niệm Phật, tụng kinh, bái sám, v.v. Thời Đức Phật, niệm Phật là niệm cả 10 đức hiệu vừa nêu. Khoảng gần 600 năm sau khi Đức Phật qua đời, niệm Phật mới được hiểu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thực ra chúng ta có thể niệm bất kỳ một danh hiệu Phật nào, Bồ Tát nào, mục đích là chuyển hóa tất cả các vọng niệm, vọng tưởng, vọng tâm, thì vốn làm cho chúng ta xa rời bản chất Phật vốn có trong chính mình. Đó là ơn Đức Phật. Mục đích chính của việc đền ơn Phật là để chúng ta tôn trọng giá trị trí tuệ được Đức Phật khám phá
và đóng góp. Ơn soi sáng đó là lớn nhất. Các thầy cô giáo, các nhà tâm linh trong đạo Phật, truyền bá chánh pháp của Phật đều là những người đang tạo ra một cái ơn nghĩa rất lớn cho cuộc đời. Đó là khai tâm, mở trí, vốn là một trong những dữ liệu giúp cho con người giải phóng sợ hãi, bất hạnh, khổ đau để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Vấn đề 2, pháp bảo tức chánh pháp như là viên ngọc quý, còn hơn cả kim cương. Khái niệm Dhamma trong tiếng Pali và Sanskrit có thể được hiểu 15 nghĩa. Nhưng nghĩa chánh pháp là kho tàng tâm linh thì thường được diễn đạt hai ý niệm chính. Thứ nhất là các chân lý tuyệt đối và mặt nước. Thứ hai là những lời dạy về đạo đức. Vì đạo Phật không chỉ dạy kiến thức suông mà dạy đời sống đạo đức phù hợp chân lý và luật pháp để con người có thể sống an vui hạnh phúc trên cõi đời này. Về ơn đức của chánh pháp, Đức Phật dạy như sau: pháp bảo có bốn phương diện cần giữ gìn. Một là chánh pháp, hai là lý pháp, ba là hành pháp, và bốn là quả pháp. Chánh pháp của Phật được ghi thành kinh chính là chân lý, phá tan vô minh, dẹp sạch phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng, gọi là giáo pháp vì có khả năng giáo hóa mọi người. Đó là những lời dạy cao quý của Đức Phật bằng miệng, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Cái công nghệ in ấn ngày càng được phổ biến, cho nên lời Phật dạy được ghi nhận thành kinh như là khuôn vàng thuốc ngọc để giúp cho chúng ta có thể chuyển hóa được nghiệp phàm và đạt được các giá trị thánh thiện cao quý. Mục đích của kinh theo bài kinh này là xóa bỏ vô minh, diệt tan phiền não, chuyển hóa nghiệp trước. Như vậy, vô minh, phiền não và chướng ngại là ba dữ liệu tiêu cực cần được giải phóng khỏi con người chúng ta. Chánh pháp còn được gọi là cốt lõi lời Phật dạy, bao gồm mà tứ diệu đế, 12 nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, vô thường, vô ngã, niết bàn chứng đắc. Về phân loại đó thì pháp bảo có thể chia làm các nhóm. Những lời kinh dạy liên hệ đến nhận thức luận, ta nói về các đối tượng nhận thức, điều kiện nhận thức, giá trị chân lý của nhận thức và cách thoát ra khỏi mọi chấp trước từ nhận thức khi chúng tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Về phương diện đạo đức, giáo pháp Phật gồm có hai hệ thống đạo đức dành cho người tại gia và người xuất gia, còn được gọi là đạo đức phàm phu và đạo đức thánh nhân. Về phương diện xã hội học, rất nhiều bài kinh Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, dân chủ, nhân quyền và nhiều loại bình đẳng có giá trị cao quý khác, trong đó có bình đẳng giới tính. Về phương diện đạo đức học, chúng ta có đạo đức tại gia gồm có 5 điều cơ bản:
Đạo đức xuất gia gồm có 10 điều nền tảng, và trên cơ sở đó hình thành ra một hệ thống đạo đức hoàn thiện gồm 250 điều khoản dành cho người xuất gia nam và 348 điều khoản dành cho người xuất gia ni. Cốt lõi của đạo đức này là phát triển động cơ cao quý, từ bỏ các việc làm xấu và thực hiện các việc làm lành trên tinh thần tình nguyện. Về chủ trương giới thiệu Phật pháp, đạo Phật giới thiệu 5 góc độ chính còn được gọi là thừa. Ta chia các kinh ra nhóm, nhóm kinh phục vụ cho nhân thừa, tức là hạnh phúc bình an ở đời sống hiện tại này và không đắm chìm trên phước báo mình có, biết chia sẻ cái gì phước báo với những người hữu duyên. Thiên thừa là những lời dạy mang tính nhân bản, nhân văn, nhân đạo để giúp cho một người tốt sau khi chết có thể tái sanh làm con người ngoài hành tinh để tự mình hưởng lấy các phước quả mà mình đã gieo trồng. Thanh văn mà Duyên Giác thực ra là mô tả của một quả vị A-la-hán, nhưng được Trung Quốc tách lập ra để mô tả về những cái sắc thái, những cái cấp độ tâm linh mà các hành giả tuần tự đi ngang qua để có thể chứng đắc được thánh quả trong tương lai. Bồ Tát đạo là con đường và chủ nghĩa nhập thế, tinh tấn kiên trì ba la mật, không gián đoạn, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không cương điều quán về những gì khổ đau đang xảy ra xung quanh chúng ta. Và chung đó là chánh pháp. Cho nên người Phật tử thời gian nên đọc các kinh căn bản Phật dạy để hiểu lời Phật là sâu sắc, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực tình huống. Luôn hiện đây chúng tôi xin nói thêm, có một số trường phái tịnh độ công cực đoan chủ trương rằng chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật, chỉ cần đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thì được gọi là chuyên tu. Còn ai niệm nhiều danh hiệu khác, đọc nhiều bài kinh Phật khác được gọi là tạp tu. Đó là một phân loại vô cùng thiển cận và ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Về giáo pháp có thể chia phân loại các nhóm sự Phật làm hai, đó là nhóm hữu vi và nhóm vô vi. Đây còn được gọi là lý pháp, tức là những giáo pháp đi về chân lý là tuyệt đối và chân lý khách quan. Hữu vi tức là niết bàn, và vô vi tức là mọi sự vật hiện tượng mang tính điều kiện. Do đó đối với lý pháp thì chúng ta phải nắm vững, nhờ đó chúng ta không bị kẹt vào bất kỳ một loại phiền não vô minh nghiệp chướng nào. Cái gì mang tính điều kiện thay đổi theo môi trường, hoàn cảnh, thời gian, cái đó được liệt vào pháp hữu vi, tức là mang tính điều kiện. Hiểu được nhận thức này thì chúng ta không cần phải sầu bi khổ u não khi đối diện trước các vô thường, tan tóc, chết chóc xảy ra với bản thân, người thân và cộng đồng xã hội. Đức Phật đã định nghĩa hành pháp như sau: chấp vào hữu vi, rơi rớt sinh tử.
nương vào vô vi thì hướng đến an lạc. Đó là một sự việc rất là hiển nhiên mà. Hữu vi đó là những gì thuộc về duyên khởi và điều kiện, vốn đó là các dữ liệu mà con người thường dễ dàng bị dứa kẹt vào như là một sự chấp trước, không dùng dễ nổi, không tháo mở được. Phong tục, tập quán, kinh nghiệm cá nhân đã làm cho con người xã hội đó bị dứa kẹt vào hoặc là các pháp hữu vi hoặc là các pháp vô vi. Đang khi đó cho thực tế thì là khi chúng ta thực tập pháp vô vi để trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc trong thế giới hữu vi, để chúng ta trở nên năng động và hữu dụng đối với cuộc đời này. Cho nên hành giả cần phải rũ bỏ các hình thái hữu vi, và đồng thời đó cần phải nương tựa vào vô vi để tu tập đạt được các giá trị tâm linh cao quý. Còn hành pháp tức là áp dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Đây là yếu tố rất quan trọng mà các Phật tử tại gia còn đứng ngoài cổng chùa, lâu lâu chỉ đi chùa được vài ba lần, lại Phật được vài ba cái, và nghĩ rằng như thế là đủ cho phước báo của mình rồi. Họ bỏ qua hoàn toàn về yếu tố thực tập tâm linh, vốn là dữ liệu quan trọng nhất của Đạo Phật, khác với các tôn giáo và triết học khác. Cuối cùng là quả pháp, đó là kết quả do thực tập chánh pháp mang lại. Kết quả đó bao gồm không còn khổ đau, đạt được an vui, thành tựu giác ngộ, trí tuệ thiền định cao siêu hơn người. Cho nên là trong tu tập không có cái gì mang tính ngẫu nhiên, trong xã hội và vũ trụ này cũng không mang tính ngẫu nhiên, tất cả đều diễn ra theo một công thức. Cái này có, cái này không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt ra. Một sinh nhân quan, một nhân sinh quan rất chuẩn và có giá trị về việc xây dựng và bảo vệ các vành đai hạnh phúc ở trong mỗi gia đình. Quả pháp cao nhất là giúp cho chúng sanh đạt được niết bàn, tức là sự giác ngộ. Còn các nỗ lực khác chẳng qua chỉ để tu tập đạt được phước báo thôi. Sau đây Đức Phật phân tích về 6 đặc điểm của chánh pháp của Ngài. Một là chân lý, đạo đức chí tôn làm nơi nương tựa của các chúng sinh. Các chân lý bao quát của Đức Phật dạy bao gồm tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô thường, khổ, vô ngã và trăm ngàn các giá trị đạo đức tâm linh cao quý khác. Cho nên pháp bảo là ruộng phước của tất cả chúng sinh. Chân lý là sự soi đường dẫn lối chúng ta. Thứ hai, chánh pháp là ruộng phúc đức vĩ đại hơn hết. Nhờ có chánh pháp, chúng ta có được sự nghiệp và mọi thứ. Đỉnh cao nhất và cốt lõi quan trọng nhất của chánh pháp là trí tuệ chân chính. Pháp bảo tạo ra ruộng phước cho mọi người bởi vì lời dạy của Phật đó hướng dẫn chúng ta vào một cảnh giới thiện
về cách kết thúc các hành vi xấu, gieo tập các cái hành vi thiện, chuyển hóa nghiệp phạt. Cho nên là đọc càng nhiều kinh thì càng tốt, hành trì càng nhiều kinh thì ruộng phước vĩ đại sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Ba là cội nguồn ân đức vô lượng, tức là thông qua giáo pháp chúng ta biết từng người, chúng ta biết ơn và đền ơn, chúng ta biết các giá trị cao quý, chúng ta biết tôn kính các bậc tâm linh, chúng ta biết phụng dưỡng hai đấng cha mẹ, chúng ta biết đền ơn tổ quốc và đồng loại. Chúng ta có thể biết làm rất nhiều các việc có giá trị cao quý khác. Tất cả đều do sự phân tích mô tả rất cặn kẽ từ lời kinh Phật dạy. Nên phần lớn khi chưa đi chùa đó, chúng ta nghĩ là Phật quá đơn giản đó, giống như đình, miếu, đền, thờ trong dân gian thôi, chứ không có những giá trị cao quý. Mà đang khi đó, bản chất của giáo pháp cao quý này đó, là có khả năng giúp cho chúng ta đạt được cái nguồn ăn đức. Bốn là pháp màu như hoa u đàm có gặp được. Đây là nói về tính quý hiếm của giáo pháp, cũng giống như kim cương là quý hiếm trong các loại đá. Do đó người tu học Phật cần phải nương tựa vào chánh pháp làm nền tảng bền vững, không nương tựa vào con người. Tại vì tính rủi ro ở con người, tính vô thường ở con người, tính thay đổi chí quyền của con người có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Do đó tốt nhất chúng ta nên phát huy cái cội nguồn ân đức vô lượng để chúng ta tự đền trả một cách xứng đáng. Bốn là pháp màu hiếm khi gặp được như hoa u đàm, tức là rất cao quý, rất hiếm quý. Hoa u đàm là một biểu tượng đó. Bản thân của hoa này trong tiếng Ấn Độ được gọi là cây Ashoka, tức là cây A dục. Và cây bản thân của nó không có đứng về phía A hay phía B, đàng phải A, đàng phải B, rất là bình đẳng. Cho nên gặp được giáo pháp Phật đó, rất là quý. Ở chỗ cho đến bây giờ thế kỷ 21, kinh điển Phật dạy đã được truyền bá với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có văn bản, có sách vở, có internet, có radio, có truyền hình và có dạng sách nói. Ấy thế mà vẫn có rất nhiều người vẫn chưa trải nghiệm được pháp bảo cao quý này, vì thành kiến, vì thiển cận, vì hiểu sai, vân vân. Năm là chân lý hơn các tôn giáo và các triết học. Thì đó là một khẳng định rất rõ. Do đó trong các đối thoại liên tôn, đối thoại liên triết học, chúng ta đừng nên hạ thấp Phật giáo xuống để tìm cái sự hài hòa. Nếu các tôn giáo là giống nhau, có lẽ trên đời này không cần phải có quá nhiều tôn giáo, vài tôn giáo là đã đủ rồi. Do vậy bất đồng với nhau về chân lý, về tính giá trị, về sự chuyển hóa, về các đóng góp, mà trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã từng tự xuất hiện nhiều tôn giáo khác nhau, có thể chia làm các nhóm tôn giáo hữu thần, bao gồm tôn giáo nhất thần và tôn giáo đa thần. Tôn giáo vô thần tức là không tin vào quyền uy sáng thế của Thượng Đế, trong đó có đạo Phật, đạo Kỳ Na và chủ nghĩa duy vật. Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều người chủ trương rằng đó là tất cả các cái hệ thống tôn giáo và triết học mà họ đang theo là chân lý tuyệt đối. Cho nên sau này khi gặp được những giá trị chân lý đích thực của đạo Phật, rất nhiều người đã chấp thủ và không có thể cải tiến bản thân. Đó là một sự uổng ích.
Cho nên trong tiếp biến nhân hóa, chúng ta không cần phải hạ thấp Đức Phật để Ngài trở nên hài hòa với các lãnh tụ sáng lập tôn giáo khác. Chúa là Chúa, Phật là Phật, Chúa và Phật vĩnh viễn không thể thành anh em. Ai có gì với Chúa thì có thể theo Tin Lành, Công giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo. Còn ai muốn tin là Phật thì phải tự nỗ lực bản thân, vì Đức Phật không cho chúng ta các chiếc bánh vẽ và hy vọng. Ngược lại, dạy chúng ta cách thức làm thế nào để đạt được an vui hạnh phúc trong cuộc đời thôi. Sáu là đầy đủ các loại công đức. Như vừa nói, pháp bảo có thể giúp chúng ta thành tựu mọi sự nghiệp, mà đến cao nhất là trí tuệ. Cho nên là khi chúng ta học và hành trì chánh pháp, chúng ta cần phải nhớ đầy đủ sáu loại đặc điểm vừa nêu, để chúng ta không bỏ đạo khi bị cưỡng bức, bị dụ hỗ trợ kinh tế và nhiều chiêu thức khác của các phái đoàn truyền giáo ở phương Tây. Mặc dầu giáo pháp cao quý như thế, có rất nhiều người vẫn chưa gặp được Phật, gặp được Phật pháp. Câu hỏi được một vị trưởng giả có mặt đặt ra là: trong một Phật bảo có nhiều hóa Phật cùng khắp thế giới, do nhân duyên gì mà rất nhiều người không gặp Phật pháp nên chịu khổ đau dài trong nhiều kiếp? Đức Phật đã đưa ra các ảnh dụ sau đây để gián tiếp trả lời. Cũng giống như mặt trời có mặt và chiếu soi một cách rất là vô tư, không thiên vị, nhưng người mù vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Như vậy, khi không nhìn thấy ánh sáng từ người mù, lỗi không do hệ thái dương, mà lỗi là do nhãn căn của người bị mù đã không còn hoạt động đúng như chức năng vốn có của nó. Đức Phật đã thuyết giảng suốt 49 năm. Có lẽ không có một nhà sáng lập tôn giáo nào thuộc 10 tôn giáo lớn trên toàn cầu lại có năng lực đóng góp không mệt mỏi suốt 49 năm như Đức Phật. Ngược lại, cũng có nhiều người chẳng những không tin, còn phỉ báng pháp bảo. Điều đó có thể xảy ra với rất nhiều người chạy theo các chủ nghĩa học thuyết và tôn giáo, vì từ nhỏ họ được dòi sọ giáo pháp của họ, chủ trương của họ, quan điểm của họ là số một, không có gì có thể hơn được. Cho nên lớn lên với tầng kiến này, giàu được Phật pháp chiếu soi, nhiều người vẫn không giật mình thức tỉnh, vẫn tiếp tục chìm đắm ở trong các cái mê tín dị đoan vốn rất đáng tội nghiệp. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật sanh ví pháp bảo quý giống như là kim cương, có thể phá sạch lao ngục khổ đau. Kim cương có thể cắt đứt các cả các loại kim loại. Và tương tự, chánh pháp của Đức Phật như kim cương có thể cắt đứt tất cả các loại khổ đau. Kho tàng pháp bảo như ngọc lua mani hơn nhiều cụ báo. Pháp bảo mang lại niềm an lạc lớn. Pháp bảo là thuyền vượt qua sanh tử đến bờ niết bàn. Pháp bảo diệt trừ tội tham sân si, giúp cho chúng sinh sống với trí tuệ, có lòng hổ thẹn. Pháp bảo cũng như giáp trụ kim cương phá bốn loại ma, chứng đạo bồ đề. Pháp bảo như gương trí tuệ
các nước sanh tử, pháp bảo chính là tam thừa, chở hết mọi loài ra khỏi nhà lửa. Pháp bảo như đòn, như đèn hải đăng, giúp cho mọi người thoát khỏi ba cõi. Pháp bảo chính là đạo sư lớn, dẫn dắt mọi người thoát khỏi khổ đau, đạt được niết bàn, thành tựu sự nghiệp. Đó là đoạn mô tả về giá trị pháp bảo rất có chiều sâu, với nhiều hình ảnh rất ấn tượng để giúp cho chúng ta thấy được giá trị vô song và độc sáng của giáo pháp Phật. Cho nên khi trải nghiệm pháp bảo, chúng ta cần phải trải nghiệm một cách tuyệt đối, giống như uống thuốc trị liệu bệnh tật, phải uống đến tận cùng thì bệnh mới có cơ hội thuyên giảm. Trải nghiệm Phật pháp và qua lo chiếu lệ làm vui thì không thể nào có được phước đức trí tuệ được. Cho nên mỗi một thời kinh chúng ta ôn lại lời cao quý của Phật ít nhất là một lần, dần 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 thói quen. Khi lớn lên chúng ta sẽ không thể nào từ bỏ giáo pháp cao quý của Phật, dầu được dụ dỗ bằng nhiều tiện nghi và hỗ trợ kinh tế. Do đó phải thực tập pháp bảo thường xuyên và biến lời kinh Phật dạy thành nếp suy nghĩ và hành vi trong ứng xử, thì lợi lạc sẽ bền vững và lâu dài. Vấn đề 3, tăng bảo, tức là các vị xuất gia chân chính như là viên ngọc quý và được sắp xếp ngang bằng với Phật và chánh pháp của Phật. Nó cũng là một cách thể hiện tính bình đẳng của một người đệ tử đối với bậc thầy tâm linh, để cho người đó có cơ hội giải bài, chia sẻ, góp ý những điều hay. Theo đó, các thành viên và công nhân có được cơ hội để đóng góp. Trong bài kinh này, Đức Phật nêu ra có 3 loại tăng bảo. Một là Bồ Tát Tăng, hai là Thanh Văn Tăng, và ba là Phàm Phu Tăng. Về Bồ Tát Tăng đó, thì kinh nêu ra các vị Bồ Tát điển mẫu gồm có Bồ Tát Văn Thù Sư Lại, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Còn Thanh Văn Tăng tức là các vị tu sĩ chứng đắc được quả A La Hán, bao gồm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, vân vân. Còn Phàm Phu Tăng thì là những vị xuất gia từ động cơ cao quý, hiểu rõ được vô thường vô ngã, không thỏa mãn với các cái hạnh phúc đời sống. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ